Dù cho đó là nam hay nữ, quỷ hay mèo, hoặc giả như hắn nhận ra đang xúc phạm cô ấy là phản ứng lại ngay. Tanjiro, em gái của Mi nhìn cũng đẹp đấy. Hello, xin chào các fly. Trong vô số các con quỷ thì lại có một số con biến dị. Có con kháng được ánh nắng mặt trời, có những con không bị Muyan khống chế, thậm chí còn muốn đấm vào mặt thằng cha chú quỷ. Trong đó Yushiro là một kiểu đặc biệt hơn hẳn, khi hắn ta là con quỷ duy nhất không được tạo ra bằng máu của Muyan và hoàn toàn không bị Muyan khống chế. Hắn ta bị biến thành một con quỷ bởi bà Tamayo, mục tiêu là chữa một căn bệnh lạ của hắn. Từ đó hắn sống với bà ta, rồi dần dần nảy sinh ham muốn lái máy bay, dù cho rằng bà ta hơn hắn đến vài trăm tuổi. Không sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác và trăm tuổi đâu có là gì. Nhưng có hai điều cách trở cái tình yêu này. Một là Tamayo không có thích con nít. Thứ hai là quỷ không có đẻ được. Yushiro, chủng loài, người trước đây, quỷ hiện tại. Giới tính, nam, nghề nghiệp, họa sĩ. Bút danh, Yushiro Yamamoto. Tình trạng, bất tử. Ngoại hình. Yushiro mặc dù về tuổi tác thì già như trái cà, tuy nhiên ngoại hình của cậu vẫn chỉ là một thiếu niên tầm 14-15 tuổi gì đó. Làn da cậu trắng như da bạch tuyết, à không, cũng là nhợt nhạt theo kiểu Tamayo luôn. Chắc hai người họ ít ra ngoài nắng chơi cho khỏe người, ba cứ rú rú tự kỷ trong nhà. Sao thế, ra ngoài vui chơi cho khỏe người chứ. Đôi mắt cậu màu tím lavender rất đẹp, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Không phải là kiểu bảy ba nghiêm túc mà là kiểu một mái cắt so le, dùng tay xẹt đại qua một bên vậy, giống tóc bay đang đẻ này. Tóc cậu nhuộm tối dần từ trên xuống, từ màu xanh lá cây sang màu đen. Cậu mặc một cái áo sơ mi học sinh cài cúc đàng hoàng. Khoác bên ngoài là một cái áo khoác kimono màu trắng cùng cái quần màu xanh đậm. Ở trong phim này thì ai trông cũng tông xuyệt tông. Tính cách. Ngay từ khi xuất hiện lần đầu, chúng ta có thể thấy hẳn là kẻ khó chịu, nóng tính và kiêu ngạo. Nhìn đời bằng nửa con mắt, khinh thường bất kỳ kẻ nào mà hắn gặp. Cuộc trò chuyện với thằng Tanjiro thậm chí còn bắt đầu bằng việc sỉ nhục con bé Nezuko vì thấy chướng mắt, nói rằng nó xấu như heo. Dù cho đó mới chỉ là lần đầu gặp mặt, thiệt là cóc có một chút lịch sự nào cả. Hắn ta thường được nhìn thấy với vẻ mặt cau có, rất hiếm khi nhìn thấy cười được một nhát, trừ khi câu chuyện đó nói về người mà hắn đang ngưỡng mộ và yêu thầm, đó là Tamayo. Hắn ta chỉ quan tâm duy nhất đến một mình Tamayo, rất ghét việc người ta cản trở ảnh ở cạnh cô ấy. Việc cách xa cô chỉ một phút thôi đã làm cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu rồi. Đúng là như vậy. Trên thực tế, hắn ta hầu như méo thèm quan tâm đến người khác. Nên khi anh em Tanjiro và Nezuko đang chiến đấu chống lại lũ quỷ, thì chính Yushiro đã đề nghị với Tamayo rằng hãy để cho hai anh em nhà nó làm mồi nhử để chúng mình chạy trốn khỏi lũ quỷ kia. Lời đề nghị đó đã làm cho Tamayo kinh hoàng. Yushiro thấy có biến nên lật kèo ngay. Hắn nói với Tamayo rằng là đang nói đùa nhằm xoa dịu cô ấy. Nhưng thiệt ra trong đầu hắn đã có ý định như vậy rồi. Hắn ta ghét bất kỳ người nào đến quá gần Tamayo và thể hiện sự hấp dẫn dù là nhỏ nhất. Dù cho đó là nam hay nữ, quỷ hay mèo, hoặc giả như hắn nhận ra đang xúc phạm cô ấy là phản ứng lại ngay. Hắn cảm thấy một sự xúc phạm không hề nhẹ khi thằng lòi Tanjiro nói ngụ ý bóng gió rằng tất cả những con quỷ đều gặp khó khăn trong việc kiểm soát ham muốn ăn thịt người của chúng. Đấm ngay. Sau đó thì phát ngôn ra vẻ rất khó chịu. Vì là quỷ nên bọn ta phải chịu đựng sự thèm thuồng mùi vị của máu. Và mày muốn bọn ta phải đối xử tốt với con người ư? Nhưng dù cho hộ báo đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Tamayo la mắng một cái là hắn lại hiền như con mèo con ngay. Dù cho việc đó chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ, điều đó đồng nghĩa với việc Tamayo chửi hắn cả ngày dù cho có khách hay là không. Dù cho là vậy, Yushiro cũng có phần tốt khi thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Hắn đã rút lại cách nhận xét của mình về việc Nezuko trông giống một con thú chướng mắt, sửa chữa sai lầm bằng cách gọi cô ấy là cô bé xinh đẹp. Rồi cũng có ý định bịt miệng Tanjiro để ngăn hắn ta hít phải nước hoa của Tamayo.
một loại chất độc đối với con người. Khả năng và sức mạnh. Yushiro có vẻ là một con quỷ khá là mạnh, nhưng rất bí ẩn. Thành ra là một con quỷ không rõ sức mạnh cho lắm. Cậu ta ẩn cư một thời gian dài dưới quyền của Tamayo. Bản thân là một con quỷ mạnh mẽ, có thể làm suy yếu nghiêm trọng Muyan. Danh quyền điều khiển Nakime solo với thằng cứu quỷ thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Ở bên trong truyện, Yushiro là một chiến binh hỗ trợ, giúp đỡ những người khác bằng huyết quỷ thuật của mình, cho phép họ phân biệt những thứ vô hình hoặc che giấu sự hiện diện của đồng minh, khiến bọn quỷ không thể nhận ra. Miễn dịch lời nguyền của quỷ. Do là một con quỷ được tạo ra bởi Tamayo, mà Tamayo cũng đã cắt đứt liên kết của cô với thằng cha Muyan, nên Yushiro, theo nguyên lý bắt cầu, cài đặt mặc định, cóc có liên kết với thằng chú quỷ. Và do đó, hắn ta miễn nhiễm với sự kiểm soát loài quỷ của Muyan, ngăn không cho tên chú quỷ gây bất kỳ ảnh hưởng nào lên hắn, chẳng hạn như tiêu diệt hắn từ xa, hoặc đọc được suy nghĩ. Chỉnh sửa cơ thể. Thông qua những lần phẫu thuật kỳ bí của Tamayo, cơ thể của Yushiro đã được điều chỉnh để tồn tại với lượng máu người tối thiểu và không có động cơ săn thịt người. Tamayo nói rằng Yushiro thậm chí cần ít máu hơn cô ấy để mà duy trì cuộc sống. Kỹ năng y tế. Là trợ lý của Tamayo, Yushiro cũng là một chuyên gia y tế quen thuộc với các kỹ thuật và thuốc đặc biệt của cô. Anh ta có thể hồi phục sức khỏe cho Zenitsu, cũng như là thằng Tanjiro gần như đã chết, cho phép thằng nhỏ có thể dậy và đánh nhau tiếp. Dậy, dậy gái đi mày! Huyết quỷ thuật mù mắt. Huyết quỷ thuật của Yushiro cho phép hắn ta có khả năng che giấu sự hiện diện của bất kỳ thứ gì bằng một lá bùa giấy. Dù là hắn có thể che giấu nguyên cái phòng khám của Tamayo ở Asakusa, nhưng nó không thể che giấu mũi tên Koketsu của Yahaba. Để chống lại tên này, Yushiro đã dán cái bùa nhìn thấu lên trán của Tanjiro để thằng nhỏ có thể thấy những mũi tên vô hình mà tấn công tên quỷ. Yushiro đã nói rằng kỹ thuật che mắt của hắn chưa có hoàn thiện và Tamayo nói rằng hắn cần có thời gian để chuyển kỹ năng sang chế độ tấn công. Sau đó, trong trận chiến chống lại Muyan, có vẻ như sức mạnh của hắn đã phát triển một cách đáng kể, cho phép miễn sát quỷ nhân tàn hình hoàn toàn ngay trước con mắt chú quỷ, trong khi vẫn nhìn thấy được nhau khi sử dụng lá bùa của hắn, khiến cho phe sát quỷ được lợi thế siêu to khổng lồ để chống lại tên quỷ. Kiểm soát tâm trí. Cũng là với lá bùa đó, Yushiro có thể đưa một kẻ bị bịt mắt bằng lá bùa vào trạng thái thôi miên và kiểm soát họ. Nếu kỹ thuật này được sử dụng trên một con quỷ, hắn ta thậm chí có thể sử dụng các huyết quỷ thuật của chúng thông qua chúng. Sự kiểm soát của anh ta đối với họ không chỉ là về tinh thần mà còn về thể chất. Bằng chứng là cuộc đấu giành quyền kiểm soát Nakime ngắn ngủi giữa hắn ta với Muyan. Cả hai thằng này đều đòi kiểm soát cơ thể của cô bé khi họ giành quyền chỉ huy lý trí. Bằng một sức mạnh ấn tượng, Yushiro đã có thể chiến đấu với Muyan, thậm chí là hấp thụ luôn tế bào của chú quỷ thông qua Nakime. Điều đó ngụ ý rằng Yushiro thao túng nạn nhân của mình ở cấp độ tế bào, nhưng hắn ta yêu cầu phải ở gần mục tiêu của mình để kiểm soát. Tiểu sử. Yushiro từng là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng bị bệnh nặng và được chăm sóc bởi Tamayo khi cô ấy đang hành nghề y. Hắn ta đang trong tình trạng rất là yếu ớt chống chọi với căn bệnh của mình, có nguy cơ là chết luôn đấy. Tamayo đã cho hắn ta lựa chọn chống chọi với căn bệnh của mình hoặc sống lâu hơn với tư cách là một con quỷ. Hắn ta đã đồng ý trở thành một con quỷ và từ đó ở lại bên cạnh Tamayo với tư cách là một trợ lý cũng như là người bảo vệ của cô. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye.